Em chào cả nhà nhé. Vừa Lan Trung Anh chúc mọi người một ngày mới thật là bình an. Anh Trung sẽ giới thiệu cho mọi người một giải pháp chăm lan hiệu quả, đặc biệt là giới thiệu cho mọi người một dòng phân hữu cơ đến 99% là vi sinh mọi người nhé, và dùng rất là hiệu quả cho hoa lan và giá thành cực kỳ là rẻ, tiết kiệm được nhiều chi phí chăm sóc cho hoa lan cũng như là thời gian chăm sóc hoa lan. Để có những cái chậu hồ điệp hay chậu phi điệp hay bất kỳ một dòng lan nào, những chậu lan đẹp đấy, thì tại thời điểm này thì mọi người nên sử dụng phân trùn quế vi sinh, bởi vì dòng phân này sẽ mang lại nhiều hàm lượng chất dinh dưỡng cao, thứ hai là bổ sung rất đầy đủ chất dinh dưỡng cho cây, thứ ba là tiết kiệm được chi phí, thứ tư là giá thành cực kỳ là rẻ và không phải chăm sóc nhiều mọi người. Đối với một cái phân trùn quế này, bên em Trung đang tri ân giá cực kỳ là rẻ, và 3 tháng mọi người mới phải bó lại một lần ở nhà đây ạ, những cái chậu lan này đấy, và sau 3 tháng 3 đến 5 tháng mà phân chưa tan hết, mọi người có thể là tận dụng cái phân này mọi người bón cho rau củ quả hoặc là cây hoa hồng cũng như là cây tiểu cảnh ở nhà nhé. Và giá thì mọi người nghe giật mình luôn, bởi vì một bao phân này 5 cân bình thường giá tại công ty đã là 199.000 một bao và không có bao ship, nhưng trong chương trình ngày hôm nay bên em Trung tri ân cho mọi người với giá là 180.000 một bao 5 kg và bao ship nhanh toàn quốc cho mọi người, và tặng kèm cho cả nhà 5 gói sườn đỏ đấy, 5 gói sườn đỏ nhá đấy, giá rẻ, hỗ trợ về giá, hỗ trợ về tiền cước và hỗ trợ cả quà tặng không đồng đấy. Mọi người nhanh tay để lại số điện thoại cũng như là liên hệ qua hotline của em Trung là 0978811190, hoặc liên hệ qua fanpage, qua kênh TikTok và YouTube của Lan Trung Anh để được sở hữu cái phân trùn quế vi sinh hiệu quả này về sử dụng cho cây lan cũng như là cây tiểu cảnh hay là hoa hồng ở nhà nhé. Và em Trung nhắc lại là giá hôm nay chỉ giảm giá từ tính ra cả ship là 235.000, chỉ còn 180.000 được bao ship và tặng kèm 5 sườn đỏ ở nhà nhé. Cả nhà nhớ để lại số điện thoại và liên hệ qua hotline của em Trung để được tư vấn và đặt hàng. Em xin phép cho cả nhà.